Mời thằng Thỏ. Các bạn hãy nhìn đi, thằng Thỏ không có biết đá banh nha các bạn nhỏ. Lêu 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 lêu. Chú Trương Thành biết đá banh không? Chú trả lời kìa chú. Chú biết qua đá banh. Đây, bây giờ đá banh. Ai thích đá banh? Ai thắng người đó lấy đá banh. Thì đây là phần thi của Đình Bách. Cố lên. Con ơi, cái hình vuông mà khi mình để nghiêng nó lại thì nó ra hình gì con? Hình thoi. Chính xác. Oh yeah. Cái xa lộ Hà Nội là con đường thuộc thành phố nào? Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay là Hải Phòng? Thành phố Hồ Chí Minh. Chính xác. Sao con biết? Dạ, đường xa lộ Hà Nội con đi nhiều rồi. Rồi tiếp tục. Bây giờ mình có một cái bình nước bằng kim loại, ở trong đó có nước. Nhưng mà người ta không cho mình cầm cái thước, mình kê vô cái bình để đo, mà người ta cho mình một chiếc đũa. Vậy thì làm sao để con đo được mực nước ở trong bình? Chiếc đũa bằng gỗ. Vậy nè, mình phải mở cái nắp bình ra, lấy cái đũa cắm vào, nó dính nước đến đâu thì mình biết đến đó. Rồi, chính xác. Mỗi một ngày mẹ cho con một hộp 4 cây xúc xích số ít heo cao bồi. Nếu như con không ăn mà con để dành như vậy thì một tuần con sẽ có bao nhiêu cây xúc xích heo cao bồi? 28 cây. Chính xác. Một trận đấu vừa bắt đầu là cái người bình luận viên đọc. Vâng, và tỷ số bây giờ là... Ủa, tại sao trận đấu mới bắt đầu chưa đá gì trơn mà có tỷ số vậy con? Tỷ số là không đều. Rồi, chính xác. Yeah. Nếu ba của con nói rằng đi mua cho ba chai nước mắm con, là con mua một chai hay ba chai? Dạ, một chai. Ý là đi mua cho ba của mình chai nước mắm. Dạ. Lên. À. Cố lên. Bé nó nói là gì rõ ràng, bác sĩ mà phân tích kỹ càng, phải tùy theo trường hợp mà mình chuẩn bệnh nữa. Tiếp nè. Quãng đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng sẽ mất 1 tiếng 15 phút. Vì vậy thì khi máy bay cất cánh được 30 phút thì con nghĩ cái máy bay nó nằm ở đâu? Con có đi máy bay bao giờ chưa? Dạ rồi, bay đến tận Hà Nội luôn. Đoạn đường bay mất 1 tiếng 10 phút thì khi bay được 30 phút thì nó đang ở đâu? Nó đang ở hành trình đến Đà Nẵng. Nói chung là khoảng giữa đường. Giữa đường. Đúng rồi. Bé đã phân tích đúng. Lên. Nó đang trên hành trình bay đến Đà Nẵng luôn mà. Ok, tiếp nè. Theo con, Tinh Tú và ngôi sao thì cái nào nó sáng hơn? Hai cái là một. Chính xác. Tinh Tú là một tên gọi khác của ngôi sao. Ngân 9 tuổi. Ngân gấp 3 lần tuổi em của mình. Vậy khi Ngân 20 tuổi, em của Ngân bao nhiêu tuổi? Ngân là gấp 3 lần tuổi em, thì em là 3 tuổi. Thì 9 cộng 11 mới bằng 20 đúng không? Thì 3 cộng 11 bằng 14. Rồi, giỏi. Chính xác. Giỏi. Bé giải thích là cặn kẽ luôn. Còn một câu thôi con. Yeah. Nguy hiểm. Câu cuối cùng. Con có một cây bút chì và một tờ giấy trắng, làm sao con có thể vẽ được một cái hình tròn có hai cái màu? Một hình tròn mà có hai màu. Đúng. Dễ nha. Chú vẽ một hình tròn đúng không? Chú vẽ một đường ở giữa hình tròn, lấy cái bút chì tô đen một nửa, nửa kia là màu trắng, có nghĩa là hai màu. Lật. 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 Yeah. Bravo. Xuất sắc. Hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng con. Yeah. Trời ơi, tự hào. Quá tự hào. Gỡ gạc. Gỡ gạc cái đồ chú Ali liền. Cảm ơn con. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.